Nếu bạn đang đau đầu trong việc là tìm kiếm những cái phần nội thất mang hơi hướng tự nhiên thì chắc hẳn rằng siêu thị Kim Quốc Tiến sẽ giúp bạn giải quyết được những khó khăn đó. Trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ đến mọi người một số những cái mẫu lavabo tự nhiên này, rất là phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Ở đây thì mọi người có thể thấy đây là hai mẫu chậu lavabo đá tự nhiên. Đây, được làm theo cái kiểu là hình vuông. Đây, ở đây có màu kem và ở đây là cái màu xám đen. Đây. Cái phần đá thì cũng sẽ được các nghệ nhân họ mài nhẵn rất là đẹp. Và ở đây mọi người có thể nhìn thấy được những cái phần vân ở phía bên trong của cái phần lavabo này. Mình sẽ đo thử cái kích thước cho mọi người xem nha. Đây, từ tường ra thì cái mẫu lavabo này có kích thước là 40cm. Đây, đây là mẫu lavabo hình vuông cho nên kích thước nó sẽ là 40-40 đó. Đó. Và cái chiều cao mà từ cái phần mặt lên cái miệng lavabo là khoảng 15cm. Đây, mọi người có thể nhìn thấy từ phía bên ngoài là những cái mẫu này đó, nó có cái phần đá này. Cái răng rất là đẹp. Ở đây còn có những cái đường vân. Cái bên mẫu màu xám đen này cũng vậy. Đây. Ở phía bên trong thì chúng ta cũng sẽ có thêm cái phần lỗ để mà chúng ta đựng cái bộ xẻ. Đây, theo kích thước chuẩn luôn cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Ở đây thì chúng ta có sẽ kết hợp với nhiều cái mẫu vòi cổ cao và mang hơi hướng cổ điển luôn để mà cho nó phù hợp. Đây là mình cũng sẽ kết hợp chung với một cái màu vòi màu vàng đồng. Đây, mình sẽ đo thử kích thước của nó nha, chiều cao của vòi này. Đây. Chiều cao của cái vòi này là khoảng tầm 33cm và từ cái phần đầu vòi vào tâm nó sẽ là 20cm. Đây. Vòi thì cũng sẽ luôn được kết hợp với hai chế độ nóng và lạnh gật gù với nhau như thế này. Đó, chúng ta có thể chọn lựa rất là nhiều mẫu vòi khác nhau và cũng như là sẽ kết hợp với những cái mẫu mặt đá này để mà cho nó phù hợp hơn. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và mọi người cũng đừng quên like, subscribe giúp cho siêu thị Kim Quốc Tiến. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.